Thật sự là mình thấy rất là bổ ích và mọi thứ là đều được học rất thẳng, là bạn thi gì học nấy, và tất cả các giáo sư đều rất là tận tình, sẵn sàng giúp đỡ các bạn trong những lúc mà các bạn không hiểu bài, hay là kể cả kỹ năng tiếng Anh của bạn không theo kịp được bài giảng, các bạn vẫn có thể đến gặp giáo sư và hỏi. Thật sự là mình rất thích cách môi trường học ở đây. Các bạn có thể làm quen được với những người bạn Mỹ hoặc cũng như các bạn quốc tế đến từ mọi nơi trên thế giới. Thật ra thì mình chỉ mới tới đây được 6 tháng thôi, nhưng mà khoảng thời gian đầu tiên khi mà mình đến và sống ở New York thì nó hơi khó khăn đối với mình, đặc biệt là trong cái vấn đề mà giao tiếp với mọi người xung quanh, bởi vì khả năng tiếng Anh của mình lúc đầu không có tốt lắm. Nhưng mà sau đó mình đã gặp được có cơ hội được gặp được rất nhiều các bạn học sinh quốc tế cũng như là các bạn học sinh địa phương ở đây, thì nhận được sự giúp đỡ cũng như gọi là giúp đỡ trong vấn đề phát âm, thì mình cũng đã có sự tiến bộ rất là đặc biệt, rất là nổi bật trong khoảng thời gian qua. Hiện tại thì mình đang ở cùng với một chủ nhà khá là tốt, và theo như mình nghĩ thì giá cả ở đây thì khá thuộc, so sánh với cả thành phố New York thì giá cả ở trên đảo Staten Island khá là rẻ, và các bạn có thể tìm được một nhà như ý muốn của mình, với hoặc là sống với chủ nhà, hoặc cũng như sống một mình với cả bạn của các bạn. Thì hiện tại mình rất là may mắn được sống cùng một người chủ nhà khá là tốt bụng, và hầu như mình không có một vấn đề gì khi ở đây. Hy vọng được gặp các bạn sớm.